Chào các anh em nha. Video hôm nay thì lại để cho bà xã bắt bệnh trên con xe Ram này. Con xe Ram này thì hiện tại là nó không lột được máy. Thủy bật khóa điện lên thử kiểm tra ra này em. Thế thì bây giờ em ấy đi em khám bệnh cho nó đi. Kiểm tra buji ra này em. Mở buji ra, xem điện cao áp buji ra này. Tác phong nhanh nhanh lên tí xem nào em. Vợ có sửa xe kỳ cựu thì phải làm nhanh, thao tác nó phải nhanh lên anh em, nó xem nó mới sướng. Để lên, đỡ phải đạp. Không có điện đúng không? Không có điện. Rồi. Thì cái hiện tượng là không có điện như này thì anh em chúng ta có thể dùng bằng đồng hồ đo. Anh em chúng ta có thể dùng bằng đồng hồ điện tử để đo cái chỉ số ôm của cuộn nổ, cuộn khiển. Hoặc anh em chúng ta có thể thao tác nhanh là bắt bệnh nhanh là lắp đặt IC tua, IC chạy tua hàng Z-con đẳng cấp nhất của thời hiện đại, khi anh em thợ phải dùng con này để bắt bệnh nha. Đấy. Thì bây giờ Thủy lấy con này đi em, dùng bằng con này bắt bệnh. Lân con IC cũ lên xem nào. Được đây. Mitsubishi IC chính hãng các anh em ạ. Đó. IC chính hãng luôn. Bây giờ anh em chúng ta sẽ lắp đặt IC Z-con vào. Em cắm IC Z-con vào đi. IC chạy tua. Rồi, rồi ok, em này gắn vào vị trí cũ của nó đi. Đút IC vào vị trí cũ của cái này đi. Như các anh em có thể nhìn thấy là IC của Z-con thì nó to gấp gần rưỡi cái thằng Mitsubishi này. IC Z-con thì nó to hơn, bản nó rộng hơn một chút. Đây, vừa rộng vừa dài các em nhìn. Đây đo. Để đây đổ đo em. Đấy, các em được không? IC Z-con nó to hơn nhiều. Cách lắp đặt thì Hiếu có chia sẻ rất nhiều các video. Thì các anh em chỉ cần nhổ rác IC ra, cắm IC Z-con vào. Rồi dây đỏ này các anh em sẽ chuyển đến dây nguồn của bình ắc quy là ok, dây màu đỏ. Các anh em nhìn thấy đây nha, đây là cái cầu chì của nó. Nhưng mà hiện tại xe của người ta là không dùng bằng cầu chì, người ta lối thẳng luôn. Thì bây giờ em sẽ lối tạm ở đây đi. Tí nữa vợ chồng mình cho cái cầu chì cho người ta cho yên tâm xe. Đấy. Kẹp vào như này thôi, đây gọi là anh em chúng ta bắt bệnh nhanh. Rồi kẹp vào đấy đi, sau này em ra cầm kìm kẹp dây ấy tẩu vào. Đấy. Cho cái tay lùi ra để còn đưa máy nó còn nhìn thấy. Để mấy cái ra này. Đấy, các anh em nhìn thấy không? Thôi được rồi, từ từ đã. Đây này, các anh em nhìn nha. Đấy. Điện đánh toành toạch luôn. Bây giờ chúng ta dí vào đây là lổ luôn. Đây em để đi. Đấy. Rồi em tắt máy đi. Rồi em bật máy lên để tiếp phát nữa. Rồi ok rồi. Rồi em tắt máy đi. Em vặn tẩu đi. Toàn tàu vào giáp chuẩn luôn đi. Như các anh em nhìn thấy đấy thì chỉ cần một vài cái thao tác thôi là anh em chúng ta có thể khiến con xe này không nổ được và nó sẽ đã nổ được hoạt động bình thường. Khi anh em chúng ta sử dụng bằng IC chạy tua, IC chạy tua này thì của nó thì nó đánh nửa cao áp cuối khi chúng ta gác cao. Có nghĩa anh em chúng ta chạy tốc độ khoảng tầm 90 cây số trên giờ chẳng hạn thế, thì nó vẫn cứ đạt được cái tốc độ cao cho các anh em chạy mà chúng ta không cần phải. Khi anh em chúng ta mà đi IC yếu ấy thì nó sẽ bị giật khi chúng ta ga tốc độ cao. Nhưng con này thì rất là yên tâm luôn. Đấy là IC Z-con. Đấy các anh em nhìn được không? Rồi, vợ đi, vợ thử đề phát nữa đi. Để cho anh em xem. Đấy, rất ok đấy đúng không? Như vậy là video bắt binh nhanh của mình đến đây kết thúc nha. Xin chào các anh em.